Con trai Mạnh Quỳnh đã hỏi gì về Phi Nhung khiến Cẩm Diệu khóc như mưa. Gia đình Mạnh Quỳnh có thể nói rằng là một gia đình hạnh phúc có một không hai trong giới showbiz. Không ít người đã phải ghen tị với Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu. Tuy nhiên vừa qua, gia đình Mạnh Quỳnh đã gặp những chuyện không vui. Đặc biệt là vợ chồng Mạnh Quỳnh cách đây không lâu, Cẩm Diệu vợ của Mạnh Quỳnh đã gặp phải một sự việc vô cùng trớ trêu. Cụ thể thì cậu con trai trưởng của vợ chồng Mạnh Quỳnh có một câu hỏi khiến Cẩm Diệu vô cùng khó trả lời. Cậu bé đã hỏi rằng tại sao ba là chồng mà con thấy ba đi hát thường hay ôm cô phi nhung thấy câu hỏi của cậu con trai lớn thật ngộ nghĩnh vừa đúng nhưng cũng thật buồn có lẽ con trai lớn của mạnh quỳnh và cẩm diệu đang trong độ tuổi ăn tuổi học nên cậu khá tò mò về chuyện của người lớn trước câu hỏi hóc búa này của con trai cẩm diệu không trách mắng con mà có điềm đạm nhắc nhở con rằng chuyện này chuyện của người lớn con không nên xen vào mà hãy chịu khó học hành thật tốt Cẩm Diệu vẫn chưa giải thích cho con trai hiểu mà cô chỉ lấy cỡ là chuyện cha mẹ nên ngăn cản không cho con biết điều này. Cẩm Diệu cảm thấy tư tưởng mình bị dằn vặt vô cùng. Trong suốt hai thập kỷ thì giữa Phi Nhung Mạnh Quỳnh thường xuyên có những cử chỉ tình tứ trên sân khấu lẫn ngoài đời khiến không ít khán giả lầm tưởng rằng họ có tình cảm với nhau. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca nghĩ dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero suốt hơn hai thập kỷ qua. Từ khi kết hợp, cả hai quen mặt với khán giả qua hàng loạt ca khúc như Thành phố Buôn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại Nhớ Người Yêu, Sầu Tím Thiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo. Trong làng nhạc Việt nhắc đến đôi song ca ngý, không ai không nhớ đến Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Chính vì thế sự ra đi của giọng ca bông điên điển khiến nam ca sĩ không khỏi đầu xót.